Xin chào mừng quý vị và các bạn trở lại cùng Passage Thiên Sự. Hôm nay đầu tuần xin gửi đến quý vị và các bạn là một tuần làm việc hiệu quả và thành công. Thiên Sự đang ở tại Phủ Lý, Hà Nam, đang hỗ trợ một số cây ở tại đây và gia chủ nhân đang mua đất. Phía này là thành phố Phủ Lý. Bây giờ là tháng 5 các bạn, bưởi bắt đầu như thế này rồi. Đu đủ. Đây, cây xanh này sẽ được lên đá các bạn. Chậu mới có quả chậu đẹp đây rồi. Đây là những cây được điều chỉnh hồi cuối năm. Một số thoải mái. Đây này đã tốt rồi các bạn. Khuôn viên cũng rất đẹp. Đấy, nhà mà có những cây như này thì giúp cho luôn luôn không khí cũng như môi trường khá là trong lành. Thì các bạn biết bây giờ nơi đô thị khá là ồn ào, rồi áp lực. Nhưng mà khi chúng ta trở về với cây cảnh thì chúng ta sẽ cảm thấy nó nhẹ nhõm. Cây vẫn đứng đây, vẫn phát triển, vẫn đâm chồi nảy lộc. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn hãy cùng xem Tiến Sự sẽ thiết kế chân bệ. Nhiều bạn thắc mắc tại sao lại cứ phải nhặt lá đi. Thì chia sẻ với quý vị các bạn là mỗi khi chúng ta thay chuyển chậu bị đất rễ thì chúng ta nên bỏ hết lá đi. Thì cái lúc này rễ nó đã bị đất, nó không còn hút nước nữa thì chúng ta phải bỏ lá đi để nó không bị mất nước ở trong cái thân cây. Nếu mà chúng ta để vài ngày thì cái lá này nó sẽ hút hết nước ở cái thân cây này. Nó sẽ làm cho cái cây của chúng ta bị yếu đi các bạn. Nên tất cả các cây mà các bạn di chuyển thì nên bỏ lá đi. Nhưng nếu như vào từ mùa hè tầm này trở đi thì chúng ta căng lưới để bảo vệ không bị nhám nắng các bạn, không bị cháy nắng. Thì mùa này là mùa phát triển của cây nên là chúng ta bớt lá đi thì nó cũng chỉ mất khoảng 15 hôm thôi các bạn. 15 hôm là bắt đầu đã phún rồi. Đấy, chủ nhân chuẩn bị chè thuốc nước. Cho ảnh nhé. Cho ảnh. Ở phía trên là lan đấy các bạn. Đấy. Góc đam mê. Đam mê tôi chăm. Quả win ấy chưa? Dạ. Mang con win ra đây nữa, bày cho nó đẹp. Quay chứ, như thật đi. Đẹp đấy
Nào đứng lên đây, mai lên đây. Đấy. Lên hình. Lên xong. Nhân tiện thì anh em lọc luôn răm cho chủ nhân. Đó, sau đó thì sẽ đưa lên chậu. Nhặt hết dễ thuốc nào đi. Văn phòng Trung ương Đảng. Lúc này đã được lên chậu các bạn. Cứ đầu dài đấy, đầu dài đấy. Đổ hết vào. Rồi chỉ moi cái này lại cho dưới. Khoan khoan, lấy cái moi này cho dưới. Đây, cho con đá vào đây. Cho cái bé nhất bẹp nó vào.
Dễ dãn. Quá chặt rồi. Được không? Nằm như này nè. Rồi, các bác ngắm cây này có được không ạ? Quá đẹp. Vâng, làm được cái bệ xong. Nói chung là các thầy đều là những bàn tay vàng của đầu. Vâng. Không thể chê trách được cái gì mà làm đẹp. Làm thiết kế đẹp lắm. Làm cho những cái rễ này nó ôm vào. Đúng rồi, đấy nó ôm hết vào đá, nhìn nó đẹp. Nó sống động. Đàn những nghệ nhân cả. Đàn những bàn tay vàng cả. Nhìn không thấy chỗ nào mà sẵn. Thầy có thấy không một cái đường nào không sẵn. Và... Rồi. Cảm ơn. Ui, phục. Nếu mà thằng nhảy
Liên kiến là thật. Chi tiết một. Chi tiết nhỏ một đúng không? Tạo những cái hang hốc. Đoàn lấy cái ghim cái rễ bên này kìa. Giặt giặt ra cái xe đi, cán búa, cuốn búa.
Các bạn thấy đã xong bệ đá. Một cái xanh được thay chậu mới, chân bệ mới các bạn. Ở đây là những cái điểm mà tạo cho nó không bị nặng các bạn. Và đây là viên đá này cũng rất là, khi mà gửi cây thì tiến sự đã tính ngay cái viên đá này rồi. Cái rễ này thì cũng rất đẹp các bạn, ôm chặt với viên đá này. Rễ này thì ôm vào viên đá này, nó tạo ra tầng lớp. Bây giờ tiến sĩ sẽ đưa ống kính gần vào cho các bạn cùng xem. Tất cả những cái rễ này đều cho mịn vào với viên đá các bạn. Tất cả các cái điểm này bóng to đi ạ. Về phía mặt sau các bạn. Bóng sao mà đè rồi. Bóng bình thường kìa. Mấy túi mấy vậy? Không, thế xe ngắn lại. Mềm như thế. Đây tiếp tục một cái hang rất hầm hố, nhưng mà do nó chưa khô, chưa tháo được cái ghim này ra các bạn. Để do tiến sự phải di chuyển các bạn, đây là quay gửi đến các bạn cùng xem. Đây còn chị đây nhé. Mặt sau rất là nhiều hang hầm hố các bạn. Nhưng mà do cái cung thì chúng ta phải lấy mặt này làm mặt tiền. Rồi, tôi xin kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại quý vị ở video làm đá tại Đông Anh. Xin chúc quý vị và các bạn một tuần mới làm việc hiệu quả và thành công. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.